đường vừa phải là về đường pha Kha Văn Căng của chúng chị. Chúng ta chạy thẳng, chạy thẳng luôn. Chúng ta qua cầu Vượt Linh Xuân mà về cầu Hóa An, về thành phố Biên Hòa thì chúng ta sẽ đi đường quốc lộ 1K. Quốc lộ 1K thuộc tỉnh Bình Dương nha cô chú anh chị. Chạy dài tới tới cầu Hóa An qua thành phố Biên Hòa. Thành phố Biên Hòa thì giáp ranh với Bình Dương nè, thành phố Hồ Chí Minh này, giáp ranh với Vũng Tàu. Nói chung là cách nhau chỉ vài cây số, hoặc là con sông, hoặc là mấy 20 cây số thôi là qua một địa phận khác rồi. Rất là thuận tiện cho việc giao thông đi lại cũng như là mua bán, trao đổi hàng hóa. Đây, chúng ta sẽ đi xuống đường qua cầu Vượt Linh Xuân đây. Nếu chúng ta rẽ phải vô là đường quốc lộ 1K, chúng ta sẽ lộ Hà Nội. Chiều cao của cái đường hầm này khoảng hơn 5 mét thôi quý anh chị, khoảng 5 mét rưỡi. Xe tải xe công qua đường cái cầu này hết. Đây là cục quốc lộ 1K rồi nè. Ở khu vực này cũng thuộc phần Linh Xuân. Ở đây thuộc Linh Xuân của Đức. Chưa có qua địa phận của Bình Dương. Thì nếu đường Hòa đi thẳng nè cô chú anh chị, còn rẽ trái vòng lại là mình đi qua khu công nghiệp Sông Thần nha. Hoặc là có cái đường rẽ trái đây nè, có một đường con đường thẳng qua khu công nghiệp Sông Thần, qua cầu vượt Sông Thần. Vượt này là cái nút giao thông ở đây nó cũng hơi đông, và mình chạy khúc này cũng hơi chậm thôi. Đây có nhiều công trình họ đang dựng lô cốt, họ xây nhưng mà chưa xây xong. Đường khúc này thì nó cao ráo này, trời mưa thì đỡ ngập, nhưng mà càng về xa xa phía trước thì trời mưa là thoát nước không kịp của chúng chị. Nó hay bị ngập với khu trũng như này nè, một khúc trên đây thì nó cao thì đỡ ngập. Khu vực này trời mưa to là dễ ngập lắm. Bệnh viện quốc tế Hoàng Mỹ Thủ Đức thì nằm ở phía tay trái. Đó. Trên đường này thấy còn nhiều công trình họ đang xây dựng dở dang, chưa xây xong.
Hôm nay mời cô chú anh chị chúng ta đi tham quan cũng như du lịch đường phố với em nhé. Ở đây chúng ta vừa bước qua địa phận của Bình Dương của chú chị. Ở đây là thuộc khu phố Tân Hòa, Đông Hòa, quốc lộ 1K này, thuộc tỉnh Bình Dương của chú chị. Khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, tỉnh Bình Dương. Ở đây cái con đường này là kinh doanh đầy đủ các mặt hàng hết, đồ gỗ, bán xe gắn máy, rồi bán niệm, bán két sắt, điện thoại, bán hàng ăn uống. Qua cái đèn xanh đỏ này chúng ta sẽ tới cái chợ, tới một cái chợ nhà chợ lớn cũng nằm phía bên tay phải bên đây nè. Em sẽ đi chậm để quay tại khu vực này cho cô chú chị xem nhé. Cái đây là cái chợ, là có cái Bách Hóa Tổng Hợp đây nè, Bách Hóa Xanh nè, cửa hàng Honda cũng nằm phía bên đây luôn, đây chợ Đông Hòa của chú chị ơi. Đông Hòa đây là phía trước chợ Đông Hòa. Cô chú chị xem kênh nhớ ủng hộ em bằng nút like. Nếu cô chú chị là chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ nha quý anh chị. Cảm ơn quý cô chú chị các bạn đã theo dõi video, cảm ơn rất là nhiều. Hướng hướng này chúng ta đi thẳng rồi và là về thành phố Biên Hòa thôi. Chia sẻ với cô chú chị số hình ảnh về cái con đi theo cái con đường Phạm Văn Đồng về đường quốc lộ 1K. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.